Từ mùng 1 tháng 8, những trường hợp sau sẽ bị hủy sổ đỏ, cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý. Hủy giấy chứng nhận hay còn gọi là hủy sổ đỏ đã cấp là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy trong một số trường hợp theo quy định như không thu hồi được giấy chứng nhận, cấp lại giấy chứng nhận do bị mất. So với luật đất đai hiện hành, luật đất đai 2024 bổ sung thêm trường hợp thu hồi sổ đỏ đã cấp nếu bị tòa án tuyên hủy. Đây là quy định mới nhằm tăng cường tính pháp lý trong việc thu hồi sổ đỏ. Cụ thể, sổ đỏ sẽ bị hủy khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc một trong những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận nhưng lại không giao nộp lại giấy chứng nhận, bao gồm bị thu hồi toàn bộ diện tích đất được ghi trên sổ đỏ, sổ hồng, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà bắt buộc cần phải cấp mới giấy chứng nhận. Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đã cấp không đúng các thông tin về thẩm quyền, đối tượng sử dụng đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, đất không đủ điều kiện được cấp sổ. Giấy chứng nhận đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy, thực hiện đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án mà người thi hành án lại không nộp lại giấy chứng nhận đã cấp. Có bản án, quyết định của tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị về việc thi hành bản án của cơ quan thi hành án có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.